Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Bí hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộn. Ờ đó coi cái màu này ông bị mù màu cái hoa vậy mà ông nói màu tím tôi hết hồn tôi lật là coi màu tím đâu. Màu hồng. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm xinh. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên Phạm Minh Dư, quê ở Tân Sơn Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, Tây Sơn Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị ạ. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau ngoài quê không, dù khi ba con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi có 1 tiếng đồng hồ gì đâu xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có, một năm em về 2-3 lần. Người ta gái, người ta năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có 1 lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ, rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ, em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Dạ, lâu. Lâu. Năm mươi mấy cây á. Đó, năm mươi mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng năm mấy cây mà ổng nói xong quá à. Ở đây năm mấy cây rồi, giờ yêu nhau sao đây? Tuần em lên lần, hai lần. Xa quá mà đi tuần đi hai lần đi nổi không? Cách nói chị, cách nói chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm lần hai lần được rồi, em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, một tuần gặp một hai lần là được rồi. Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu với mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy, gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau, em không thích. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi, cũng có đủ cho được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không hát, không biết hát, không nấu ăn giỏi, em cũng không biết đàn, em còn không giỏi ngoại ngữ. Cho nên em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà em rất là dễ tính, nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu, em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thế là thay quá rồi, tự kể vô kể nguyên một loạt cái điểm yếu nghe hết hồn. Còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút. Công việc với bạn bè, nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi, đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em biết kiềm chế đó. Có kiềm chế không? Dạ có. Có cái nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Không có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi ly, đi lấy chồng hết rồi. Sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai tự ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cô muốn lấy chồng năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lấy em được rồi. Lấy em được rồi.
em thì em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự cho người ta yên tâm, người ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát rồi. Nhát quá. Rung em tối vậy hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa? Quên cảm giác ra chị. Quên cảm giác đó là sao? Cũng quen mà lâu quá rồi. Đi người ta lấy chồng mất, còn quên mất rồi. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Còn quên mất rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi, người khác đi ngang quốc có tiêu còn đâu nữa. Đúng không? Nhưng bây giờ người ta thương em, ta đầu tiên ta thích em đó, thấy em chân thành hiền lành đó, rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô, anh nên đến tới sau mà anh quốc cái ta đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn 1 năm, gần 2 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này, xong rồi tại vì em thấy người ta rất là thương em, mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết, nên là cái sự cảm động khiến em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết, cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi. Cao hơn em cái tầm 1m7 trở lên thì được. Được. Này 1m7 không? Dạ 1m66. Nhưng mà tướng tá rồi cũng vừa vặn hợp lý. Được. Dạ. Em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em, mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, anh nói 1 tuần lên 2 lần đó. Dạ. Em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên mà tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tính sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nơi đó sẽ lập nghiệp rồi. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có xăm chỗ tóc vàng quá nhiều. Phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó. Thì cô rất thích nấu ăn, có điều cô nấu không có ngon. Vợ nấu sao ăn vậy nha không? Chiều cao chỉ trên 1m55 là được rồi. Rồi, số đo 3 vòng. Rồi thôi, đừng có mập quá. Chị đâu có dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em không biết. Ông hiền quá ông ơi. Ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chị dễ nhìn ra ngoài, người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng có xấu quá, khỏi coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở chậm á. Em đây, hai tấm hình này cũng có cổ ở chậm luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen, tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có hai mắt. Cách một mí. Mắt một mí, như hai anh một mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đoán anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi cảm giác, với lại nhìn hai bức hình em đoán. Hay quá, còn em? Rồi bên đây là cô nào? Đây. Hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha.
Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Chào em. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền hai bạn đó, hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó. Dạ cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, để. Em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà người ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Được cặp, rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Lý hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộ. Ờ đó coi cái màu này, ổng bị mù màu cái hoa vậy mà ổng nói màu tím tôi hết hồn, tôi lật ra coi màu tím đâu. Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng mới được dịp mà ngày lỡ này này nọ là nó không có đúng tới cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được có còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô hai rất dễ thương. Cười hiếp cô mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Hãy em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe bên quen, chưa đi. Thế nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc là đi ra đường đó anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai ạ? Còn vườn Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết rồi. Biết sao được. Em thấy tuổi của anh 89 giờ cũng hơi lớn rồi, nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm. Là đối với con trai thì lại làm 40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ, đúng rồi, nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà muốn cho con cái nó xong hết rồi. À, em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm, chủ nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? À, đi đường xa, chứ đó lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ, không phải đi chơi đâu đó nữa. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì phải sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao, ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon luôn hả? Dạ. Rồi, rất là ngon, mình cứ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ, em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Trời ơi. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè. Bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em là thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi. Ai, người con gái nào cũng vậy hết.
Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này để mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi, mời em. Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11, nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên nên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại. Mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi, em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn. Người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt và cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Cô hỏi hóc búa nữa. Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi, giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc là ép hỏi nữa nó xỉu quá. Để theo như em gái là đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh chứ phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát, hát vô lắm, còn đẹp thơ. Ồ vậy làm thơ. Sưu tầm rồi. Sưu tầm rồi, miễn đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sinh. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Diềm mi mịn màng như một ghép âm pha, tóc em dài như định lý bua nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em anh tặng trái cầu xoay và đêm Noel hình chấp cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phổ thức. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt mà tôi nghe bài thơ của anh tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Khô khan quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hỏi đủ cô bấm nút rồi sao? Hơi tiếc. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Dạ em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa. Không. Dạ.
Rồi, chúc mừng hai bạn. Nói chứ dạ, cặp đôi này dễ thương lắm. Cố gắng nha, ảnh có nhát quá thì em cũng khơi khơi cho ảnh chút xíu. Thật vui vui cho ảnh nha. Dạ. Đây, xin gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim nè, đi xem phim nè, tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây, gửi tặng em một món quà của chương trình nè, để làm đẹp. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi, Cát Tường xin chào quý vị, và bữa nay thì hoàn thành vai trò của bà Mai rồi ha quý vị ha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.